cái trường hợp mà mình lỡ mình tiếp xúc với cái người mà nhiễm mà bệnh lý này và mình có những cái triệu chứng lâm sàng thì mình phải làm gì vậy? Và còn khi mà mình chưa có triệu chứng thì mình cũng nên làm gì vậy? Nếu như mình đã tiếp xúc rồi, kể cả triệu chứng mà không có triệu chứng nhé, Dạ. thì mình phải cách ly, mình phải chủ động đến cơ quan y tế báo với Dạ. cáo với cơ quan y tế Dạ. chuyên về lĩnh vực này, Ừ. và sẽ được cách ly theo quy định. Dạ. Và trong cái cách ly ấy thì ít nhất là phải 14 ngày Dạ. để được các cái thầy thuốc về chuyên khoa Dạ. họ chăm sóc, họ theo dõi, và nếu như có nhiễm bệnh thì được điều trị sớm, và nếu như chưa nhiễm bệnh thì chúng ta cũng cách ly được với những cái mối nguy khác, như vậy thì đều rất là đảm bảo tốt hơn. Dạ, Dạ. và sau cái thời gian mà 14 ngày thì nếu mà không có những triệu chứng đó thì mình đã thật sự an toàn chưa? Sau 14 ngày mà xét nghiệm mà âm Âm tính ấy, tính. Dạ. thì ít nhất là phải 3 lần âm tính Dạ. đấy thì người ta mới cho xuất viện, Dạ. và như vậy cũng có nghĩa là sẽ không bị nữa. Nếu như trong cái dịch, trong cái vùng dịch mà chúng ta không áp dụng những cái biện pháp mà tích cực như tôi nói là cắt đứt nguồn lây này, không tiếp xúc với nguồn lây này, rồi là đường lây ra phòng ngừa này, rồi Dạ. tăng cường triết khán này, ta đeo khẩu trang này, ta rửa tay này, ăn uống tốt vân vân, thì vẫn có thể là bị nhiễm. Vì thế Dạ. cho nên dù là được ra viện mà không bị thì chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác để mà chủ động mà áp dụng những cái biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu Dạ. cái bệnh lý này. Dạ, thông tin thêm cho quý thính giả về cái đường dây nóng mà tiếp nhận thông tin tư vấn về cái phòng chống mà dịch bệnh do virus corona gây ra thì chúng ta có thể gọi cái đường dây nóng của Bộ Y tế ở cái số điện thoại là 1900 3228 ha để mà có thể thông tin được tư vấn kịp thời với những cái thắc mắc của mình.